Sữa ông chúa là gì? Nho thai cừu là gì? Có thể kết hợp sữa ông chúa và nho thai cừu với nhau được hay không? Và những ai nên dùng sữa ông chúa, những ai nên dùng nho thai cừu? Tất cả những băn khoăn này sẽ được Hoa Beauty giải đáp thật cụ thể trong video ngày hôm nay. Mời các chị cùng đón xem video ạ. Hôm nay thì em sẽ đi giới thiệu hai cái sản phẩm đến từ thương hiệu Healthy Care rất là hot, đó là sữa ông chúa Rye Ready của Healthy Care và nho thai cừu của Healthy Care. Đây là hai cái dòng sản phẩm rất là hot của thương hiệu Healthy Care đến từ Úc. Về chất lượng thì thương hiệu Healthy Care vẫn đứng sau Blackmore, nhưng mà xét về giá thành ý, thì tất cả các sản phẩm của thương hiệu Healthy Care rất là rẻ. Khi nhắc đến những cái sản phẩm làm đẹp thì chắc chắn là các chị không thể bỏ qua cái dòng sữa ông chúa của Healthy Care. Có thể là nho thai cừu thì các chị ít nhắc đến hơn, bởi vì là nho thai cừu thì em thấy nó cũng không quá là nổi trội trong những cái dòng viên uống thực phẩm chức năng làm đẹp da. Cái hiệu quả của nó rất là cao nhé, không thể là đánh giá thấp hiệu quả của nó đâu ạ. Nhưng mà do là các chị ít quan tâm đến, chính vì thế cho nên là em thấy có nhiều chị cứ hỏi là uống nho thai cừu nó có đẹp da không, có tốt không ấy. Chính vì thế cho nên hôm nay em mới làm cái video này để chia sẻ cho các chị và để trả lời những cái câu hỏi mà rất là nhiều khách hàng hỏi bên em. Về sữa ông chúa thì em sẽ nói qua một chút nhé. Với cái dòng sữa ông chúa của Healthy Care thì đối với sản phẩm này thì nó có nguồn gốc 100% từ sữa ông chúa tươi tự nhiên. Bản chất của nó, sữa ông chúa nó được lấy từ hàm của con ông thợ, tức là ông thợ sau khi mà đẻ được 7 ngày, 6-7 ngày đấy ạ, thì nó sẽ đi hút mật, thì lấy mật hoa về thì cái con ong thợ nó sẽ nhả ra mật ong và sữa ông chúa. Mật ong thì nó tốt là sức khỏe và nó chứa 90% là đường, nhưng mà sữa ông chúa thì nó khác hoàn toàn. Bởi vì có rất nhiều chị hỏi em là em ơi, thế sữa ông chúa với cả là mật ong có giống nhau không? Chị uống chị sợ béo lắm, bởi vì nhà chị cũng đang bán mật ong mà chị không dám uống. Đấy, chính vì thế cho nên là hôm nay em phải nói kỹ một chút về bản chất của sữa ông chúa để các chị hiểu rằng sữa ông chúa nó không phải là mật ong, nó hoàn toàn khác hoàn toàn mật ong nhé. Cái thành phần chính của sữa ông chúa ấy, nó có chứa rất là nhiều vitamin, mà ở đây thì các nhà khoa học thống kê là nó chứa tới hơn 100 cái loại vitamin và khoáng chất. Trong nó có cả những axit béo này, các loại vitamin nhóm A này, nhóm B này, vitamin C, vitamin D và protein. Khi mà uống sữa ông chúa thì các chị sẽ nhận được rất là nhiều giá trị cho sức khỏe. Ví dụ như là tăng cường sức đề kháng này, tăng tuổi thọ này, ngủ rất là ngon. Bởi vì sữa ông chúa nó giúp hỗ trợ điều trị mất ngủ ấy. Với những chị mà bị khó ngủ, không ngủ sâu giấc, bị mất ngủ, uống sữa ông chúa vào ngủ rất là ngon luôn ạ. Và khi uống sữa ông chúa này vào thì các chị thấy cơ thể rất là khỏe mạnh, sảng khoái. Sức khỏe cải thiện hơn rất là nhiều với những người mà mới bị ốm yếu dậy, không ăn, không ngủ được, uống cái sản phẩm này sẽ thấy cái hiệu quả của nó rõ ràng luôn ạ. Đối với da ấy thì uống sữa ông chúa nó sẽ làm cho các chị có một cái làn da căng bóng, trắng đẹp, không bị lão hóa, không bị nám, không bị tàn nhang, không bị đồi mồi, không có nếp nhăn. Và với những chị em lớn tuổi, chẳng hạn như là với tầm tuổi như em là gần 40 rồi, em uống cái sữa ông chúa này nó không chỉ với mục đích là làm đẹp da đâu, mà nó còn vì sức khỏe nữa. Bởi vì uống cái này vào, em vừa nói rồi, em sẽ được ngủ ngon hơn này, nó giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch cho em này, tăng cường nội tiết tố cho em này, nó giúp giảm mỡ trong máu này, cân bằng huyết áp này, cân bằng cái lượng đường trong máu, giảm nguy cơ bị tiểu đường, và nó có cái axit người ta gọi tắt nó là HDA. Cái axit này nó có tác dụng trong việc là phòng chống ung thư và hỗ trợ điều trị ung thư. Chính vì thế nên là uống cái sản phẩm này nó cũng sẽ giúp cho các chị phòng chống được ung thư luôn ạ. Thì nho thai cừu nó cũng chứa rất là nhiều dinh dưỡng, các loại vitamin rồi là protein. Nho thai cừu thì nó có tác dụng trong cái việc làm đẹp. Từ cái thời vua chúa ấy đã dùng nho thai của con cừu nghiền nát da, phơi khô, nghiền nát da sau đấy đắp mặt để làm trẻ hóa, làm đẹp da. Thì hiện nay thì nho thai cừu cũng có dạng bôi mặt này, dạng tinh chất bôi và dạng uống. Thì ở đây em sẽ nói sâu về cái dạng uống hơn nhé. Thì với cái dòng heo nho thai của Healthy Care thì nó có chứa hàm lượng 5.000mg. Tức là trong một ngày các chị sẽ hấp thụ được 5.000mg cái nho thai cừu, uống 3 viên. Nho thai cừu thì nó vừa tốt cho sức khỏe, vừa làm trẻ hóa, làm đẹp da, vừa tốt cho tim mạch, tốt cho gan, cho thận của chúng ta, cho xương khớp. Chính thế khi uống nho thai cừu thì các chị cũng vừa như là một cái biện pháp vừa để nâng cao sức khỏe, vừa để làm đẹp da nữa. Ngoài nho thai cừu, hiện tại em thấy thị trường còn có rất là nhiều loại nho thai như là nho thai ngựa này, nho thai heo này. Nhưng mà em vẫn tâm đắc nhất là nho thai cừu, bởi vì là khi uống nho thai cừu thì em thấy cái hiệu quả của nó rõ ràng hơn là những cái dạng nho thai kia. Mà cứ uống cái thương hiệu của Úc thì các chị sẽ thấy là nó an toàn hơn rất là nhiều. Có nhiều chị hỏi em là có thể kết hợp sữa ông chúa và nho thai cừu cùng với nhau một lúc
uống kết hợp cùng một lúc để làm đẹp hay không? Thì em xin trả lời là có thể và rất là tốt, đã là đằng khác. Bởi vì khi uống sữa ông chúa và nho thai kiều, nó là hai cái sản phẩm mà vô cùng tốt cho sức khỏe. Thì uống một bộ đôi này thì các chị sẽ thấy là nó cải thiện về sức khỏe, về da rất là nhanh luôn ạ. Các chị có thể uống cùng một lúc luôn cũng được. Ví dụ như là với dòng sữa ông chúa của Healthy Care thì các chị uống tối đa một ngày được 4 viên, sáng 2 viên và tối 2 viên. Các chị có thể uống trước khi ăn. Còn nho thai kiều thì cũng thế. Nho thai kiều thì một ngày uống 3 viên, thì sáng uống 2 và tối uống 1, uống cùng một lúc với nhau luôn ạ. Và khi uống hai cái sản phẩm này thì các chị không lo đâu nhá, không lo bị tăng cân nhá, bởi vì nó còn hỗ trợ giảm mỡ máu nữa, cho nên là không lo bị tăng cân đâu ạ. Em chưa thấy ai uống sữa ông chúa và nho thai kiều mà tăng cân cả, trừ khi các chị uống những cái sản phẩm mà nó có đường ấy, có đường hay có chứa chất béo nhiều thì mới sợ thôi. Muốn hoàn hảo hơn, đẹp hơn ấy, thì các chị có thể uống kết hợp cùng với collagen dạng nước, vitamin C, vitamin E, bởi vì collagen nó là một cái thành phần cực kỳ quan trọng và cần thiết cho da. Nếu mà làm đẹp mà không có collagen thì em thấy nó hơi sai. Khi thiếu collagen thì dần như là da của chúng ta nó không có cái gì để mà nó chống lão hóa và nâng đỡ nó lên ý. Nên là khi mà bổ sung collagen đầy đủ thì cái sợi collagen nó sẽ giúp nâng đỡ cái nền da của chúng ta, nó giúp cho da của chúng ta nó không có bị lão hóa, không có bị sập sệ, không bị nhăn nheo, không bị trùng, bị nhão xuống, nó được săn chắc hơn, được khỏe mạnh hơn, được đẹp hơn, nó tạo cái độ căng, độ bóng cho da ấy. Các chị không tin em mà các chị có thể uống những cái dạng collagen dạng nước mà với cái hàm lượng collagen nó cao một chút, ví dụ là collagen của Natural Way hoặc là collagen của Liquid, collagen của Neo Cell. Đó là những cái dòng collagen nó rất là thông dụng mà giá thành của nó cũng phải chăng ấy. Các chị sẽ thấy là những cái lời em chia sẻ hoàn toàn đúng ạ. Vừa rồi thì em đã chia sẻ cho các chị rất là kỹ về việc kết hợp nho thai kiều và sữa ông chúa lại với nhau để làm đẹp da. Nếu như mà các chị muốn tư vấn kỹ hơn về hai cái sản phẩm này hoặc là tư vấn kỹ hơn về các dạng thực phẩm chức năng khác thì các chị có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0985 22 9900, hoặc là các chị có thể kết bạn với Zalo và Facebook của bên em theo số điện thoại 0985 22 9900. Website của bên em là hoabeauty.vn. Ở trong website thì bên em đã có rất là nhiều bài viết chia sẻ về những cách làm đẹp hoặc là chia sẻ đầy đủ chi tiết về những cái sản phẩm thực phẩm chức năng uống làm đẹp da. Hàng của bên em cam kết là hàng chuẩn, hàng chính hãng. Khi mua hàng của bên em thì các chị sẽ được bảo hành đầy đủ. Nếu như phát hiện ra hàng fake, hàng nhái, hàng giả ấy, thì bên em sẽ đền được các chị gấp 100 lần cái sản phẩm các chị mua. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe video của em. Nếu như mà yêu thích em thì các chị đừng quên ấn cho em một like video và một theo dõi kênh của bên em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.